Nhà cô Bông có xe đồ chơi, buông ra cho mẹ. Nhiên dành điện thoại của mẹ à. Nhà cô Bông đâu có xe đồ chơi. Lão cổ mới đem về cho con mấy chiếc xe đó. Hay mình đem mấy cái xe mới đó qua nhà cô Bông chơi, chịu không? Không được. Tại sao vậy? Cô Bông phái lắm. Thì cô Bông phái chơi xe đó. Thì mình đem qua mình cho cô Bông chơi. Té. Được không? Không, cô Bông phái mà. Phái dữ lắm cô. Con muốn bấm cho cô Bông cầm chiếc xe cảnh sát. Cho cô Bông mượn thôi, cô Bông chơi chung xe cảnh sát với con thôi chứ đâu có cho luôn đâu mà sợ. Thì xe cảnh sát bự lắm, mới đem qua cho cô Bông chơi, cô Bông bự mà. Cô Bông lớn mà, cô Bông chơi được xe bự mà. Không được đâu mẹ. Tại sao? Mẹ lớn. Sao vậy? Tự nhiên con đòi qua nhà cô Bông chơi. Mà bây giờ con có đồ chơi thì con không đem qua bển chơi. Vậy con chơi gì? Chơi một mình ở nhà hả? Nhưng mà vậy cô Bông đâu có vui đâu. Cô Bông nó không có xe, không có gì chơi hết trơn. Có gì đâu mà vui. Nam, giờ sao? Giờ mà giờ chiều nay mình về mình xách mấy xe qua nhà cô Bông chơi nha. Chứ con có mấy chiếc luôn mà. Không được. Sao vậy? Tại vì con muốn chơi nhà của con. Vậy sao đòi qua nhà cô Bông vậy? Ê, chơi vậy là không có được nha. Nó đau cái cổ đó. Là rớt có tiêu cái cổ đó. Giống cái đầu. Đòi qua nhà cô Bông.